Duy Phương bất ngờ tiết lộ về băng nhóm nghệ sĩ thâu tóm showbiz. Có những chương trình từ thiện nay không bao giờ có tên nghệ sĩ cũ hết. Tầng lớp đó cấu tạo nên thành băng nhóm khiến không ai lọt được vào. Nghệ sĩ Duy Phương trong lần trò chuyện mới đây nhất với truyền thông đã có những trải lòng đầy bất ngờ khi ông nhắc đến một băng nhóm nghệ sĩ đầy quyền lực đã góp phần đẩy cuộc sống của mình đến đường cùng. Nhớ lại hồi đầu năm 2018, nam diễn viên từng đâm đơn kiện chương trình Sao Ánh Hào Quang. Khi trong một tập của talk show này, nghệ sĩ Duy Phương bị vợ cũ là Lê Giang tố bạo hành, thậm chí xô ngã cầu thang. Nghệ sĩ Duy Phương khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, danh dự và công việc kinh doanh của ông. Tổng mức tiền bồi thường theo yêu cầu của Duy Phương lên tới 1 tỷ đồng. Từ sau vụ việc này, Duy Phương cho biết mình đã xâm nhập vào thế giới nghệ sĩ bấy giờ và biết có người vô cùng quyền lực, hô mưa gọi gió. Theo lời ông, sau lưng người nghệ sĩ đó là cả một băng nhóm, các nghệ sĩ khác áp đảo cả người làm chương trình truyền hình, khiến họ phải nghe theo. Có những chương trình hiện nay không bao giờ có nghệ sĩ cũ hết, tầng lớp đó cấu tạo nên thành băng nhóm khiến không ai lọt vào được. Nếu xét về tài thì nghệ sĩ có tài, từ thời tôi tới giờ nhiều nghệ sĩ tài năng lắm, không tài sao nổi tiếng được. Giá mà nhà sản xuất game show nay mời nghệ sĩ này, mai mời nghệ sĩ kia thì chương trình sẽ rộng, phong phú hơn. Đằng này quanh như quẩn lại toàn băng nhóm đó thôi, tôi chết chính vì những kẻ như thế. Tôi đã phải tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ mới dám nói ra điều này, chứ không bao giờ nói chuyện tào lao. Diễn viên Duy Phương khẳng định tất cả cớ sự không hay do nhà sản xuất chương trình tin tưởng nghệ sĩ đó, nghĩ họ là số 1 nên không kiểm tra lại diễn biến, lời ăn tiếng nói, giao phó hết rồi đến lúc đổ bể ra. Nam nghệ sĩ khẳng định mình nói ở đây chỉ muốn tốt cho nền nghệ thuật nước nhà, chứ không thù ghét ai, cũng không bàn đến chuyện cá nhân nữa. Bên dưới phần bình luận của những chia sẻ từ nghệ sĩ Duy Phương, rất nhiều khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng, hoang mang khi biết đến câu chuyện băng nhóm nghệ sĩ. Nhiều người bắt đầu đưa ra những cái tên, suy đoán về người mà Duy Phương đã nhắc tới là ai, tạo ra tranh luận không ngừng. Một nghệ sĩ xác nhận showbiz có băng nhóm như lời nghệ sĩ Duy Phương. Tiết lộ bị đàn em chửi rủa sau khi lên tiếng về loạt lùm xùm. Nghệ sĩ này hoàn toàn đồng ý với chia sẻ showbiz liên kết thành tổ chức của nghệ sĩ Duy Phương. Anh cũng bóc trần nhiều sự thật bất ngờ mà lâu nay khán giả không hề hay biết. Trong một cuộc đại loạn showbiz thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ đã phải lên tiếng nêu quan điểm cá nhân và vô tình hé lộ nhiều góc khuất ngỡ ngàng trong làng giải trí. Sau khi nghệ sĩ Duy Phương gây sốc khi cho biết có nhiều nghệ sĩ liên kết thành băng nhóm, khiến các đàn anh đàn chị đi trước không có đất diễn, thì mới đây nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng lên tiếng vạch trần quy luật ngầm trong làng giải trí. Đáng nói, chi tiết băng nhóm lại trùng khớp đến bất ngờ. Nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng clip tâm sự trên kênh YouTube cá nhân để an ủi nghệ sĩ Duy Phương cũng như tán thành ý kiến của đàn anh. Nam nghệ sĩ thổ lộ, anh Duy Phương phát biểu trong nhóm có băng phái gì đó, ít nhiều gì thì anh Phương nói đúng bà con. Ai được coi trọng thì người khác vào diễn họ sẽ bắt đầu show phải bỏ người kia, cái đó là chuyện đương nhiên. Nếu trong một chương trình nghệ sĩ nào hút khán giả thì sẽ được mời, mà nếu họ ghét người kia thì bầu show bắt buộc phải bỏ đi người kia để lấy người này, vì làm ra tiền cho tổ chức đó mà. Nếu diễn viên đó không thích ai thì chắc chắn phải bỏ người kia. Cái chuyện đó là đương nhiên, tôi công nhận chuyện này ít nhiều cũng có đó bà con ơi. Đặc biệt thời gian gần đây, nghệ sĩ Tấn Hoàng thường xuyên đăng clip trên YouTube để chia sẻ suy nghĩ liên quan đến lùm xùm diễn ra với đồng nghiệp. Đáng nói nhất, nam nghệ sĩ cũng từng có lời nhắn nhủ rất chân thành đến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Tuy nhiên trong clip này, nghệ sĩ Tấn Hoàng thể hiện rõ bức xúc khi bị một vài nghệ sĩ trẻ gọi điện để mắng chửi thậm tệ và nhục mạ anh là hết thời nên phải lên bàn chuyện để câu view, câu like. Trong clip, nghệ sĩ Tấn Hoàng không giấu được thất vọng mà chia sẻ: những clip tiếng lòng của tôi làm phật lòng một vài em nghệ sĩ. Có một số ít không nhiều gọi điện cho tôi nói nặng, những câu nói tôi không thể nói được. Có thể các em ấy chưa hiểu, các em ấy gọi tôi là già rồi, lớn tuổi, hết thời rồi nên câu view, câu like. Cuộc đời tôi nghèo thì có nghèo, nhưng khổ thì không khổ. Tôi còn làm được ra tiền, vẫn nuôi vợ con, nuôi cháu được, việc gì phải xin tiền người ta.
Các em hãy bình tĩnh lại đi, đôi khi anh nói ra sự thật. Các em gọi điện nói nặng nhẹ không sao, đã là anh em trong nhà nên tha thứ cho nhau. Anh Hoàng không sợ đâu, có thể các em không chấp nhận anh trong giới nghị sĩ cũng không sao. Anh làm em của tụi em cũng được. Nhưng tiếng lòng của anh để cho anh nói, nếu như anh sai với các em thì cho anh xin lỗi các em.